Tại giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA năm nay thì Đà Nẵng Dragons đang khiến cho rất nhiều người cảm thấy lo lắng. Từ vị thế của một đội bóng vô địch thì giờ đây họ lại đang phải đối diện với nguy cơ bị loại sớm trong cuộc đua giành một tấm vé tham dự playoffs. Chính vì thế mà cầu thủ xuất sắc nhất VBA ở mùa giải trước là Jolie trở thành một niềm hy vọng, nhưng dường như là gánh nặng đè lên vai của trung phong này lại càng ngày một lớn thêm. Đà Nẵng Dragons có một mùa giải VBA đầu tiên thần kỳ. Từ vị thế đội bóng xếp cuối trước khi bước vào vòng đấu playoff, đội bóng của Đà Nẵng đã thẳng tiến đến chức vô địch. Góp phần không nhỏ chính là khả năng vượt trội của trung phong Rudolph Jolie, cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải với 24,2 điểm một trận. Câu chuyện ở mùa giải thứ hai lại không suôn sẻ với đội bóng của ông Dante Hill. Một chiến thắng sau 9 trận đấu, giờ đây Đà Nẵng Dragons lại phải trông chờ vào trung phong xuất sắc của mình. Rudolph vẫn nằm trong top đầu ghi điểm của giải, nhưng thế là chưa đủ. Năm nay tôi đã thay đổi thể hình của mình. Năm ngoái tôi to lớn hơn, còn năm nay tôi đã giảm 10 cân và vì thế nhanh hơn. Nếu có gì không đổi thì đó chính là ý chí chiến đấu. Tất cả vẫn là vì chiến thắng. Những thành viên chủ chốt trong chức vô địch năm ngoái của Đà Nẵng Dragons đã không còn. Hậu vệ Nguyễn Tuấn Tú, hậu vệ Việt Kiều Jimmy Kiên. Thay vào đó, huấn luyện viên Dante Hill đón về những gương mặt còn rất trẻ, ít có kinh nghiệm thi đấu tại VBA như tiền phong Tim Will, hai mới lần đầu đảm nhận vai trò chính như tiền phong Tiến Thịnh, hậu vệ Hoàng Tuấn. Vai trò của Rudolph Jolie vì thế ngày càng quan trọng. Chúng tôi gần như thay mới đội bóng. Tôi biết là Jose Nguyễn và đặc biệt là Rudolphe phải gánh rất nhiều trách nhiệm từ những trận đấu đầu tiên. Nhưng dần dần, chúng tôi đang hiểu nhau hơn và Jolie cũng ngày càng tin tưởng các đồng đội mới hơn. Với thất bại mới nhất trước Cần Thơ Catfish, cơ hội đi tiếp của Đà Nẵng Dragons đang dần thu hẹp lại. Gánh nặng trên vai Rudolph ngày càng lớn hơn. Những điểm sáng là các cầu thủ Đà Nẵng Dragons đã cống hiến một trận đấu gay cấn, đặc biệt là trong những hiệp cuối. Chúng tôi vẫn còn hy vọng, chúng tôi vẫn chiến đấu vì một suất dự playoff. Chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Đây không chỉ là vấn đề chiếc cúp mà là danh dự, nên chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể trong khả năng.